Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc An, 31 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cướp tài sản. An khai nhận, do đầu tư buôn bán bất động sản tại tỉnh Bình Phước bị thua lỗ khoảng 7 tỷ đồng, nên An đã nghĩ đến cách ra Hà Nội tiếp cận một người phụ nữ trước đó An đã quen qua mạng xã hội để cướp tài sản. An biết người phụ nữ này là CEO của một công ty. Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020, An mang theo dao và dây dù đến tòa nhà nơi người phụ nữ này làm việc chờ ở đó. Phát hiện người phụ nữ và một người bạn lên một chiếc xe ô tô Mercedes màu đỏ, An nhanh chóng lẻn lên ghế sau, dùng dao khống chế và dùng dây dù trói tay hai cô gái trên xe lại, rồi đẩy ra ghế sau và điều khiển xe ô tô chạy tiếp, đồng thời yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Khi xe chạy tới địa bàn huyện Chương Mỹ, lợi dụng đối tượng mất cảnh giác, hai cô gái đã tự cởi dây trói cho nhau. Do hoảng sợ, An đã dừng xe và bỏ chạy. Hai cô gái đã đến trình báo tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Biết không thể trốn tránh được trách nhiệm, nên sau đó Nguyễn Ngọc An đã ra đầu thú.